nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu khép lại một năm sản xuất, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cả về vật chất và tinh thần cho công nhân trong những ngày giáp Tết này. Hơn 400 công nhân tại nhà máy sản xuất bột trộn sẵn lớn nhất Việt Nam và công ty liên doanh bột quốc tế Intermix đã tham gia chương trình tất niên vui xuân tưng bừng. Hoạt động này diễn ra đúng vào thời điểm khép lại một năm sản xuất thành công, dẫn đầu thị trường về nhiều mặt hàng, tăng tỷ lệ xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới của công ty. Trong suốt một năm qua, đời sống của công nhân cũng được chăm lo chu đáo. Mùa tổng kết thì thực hiện theo chế độ thì có lương tháng 13, thì chúng tôi còn có xét duyệt thêm, thưởng thêm cho những công nhân tích cực và sự tiền thưởng thâm niên. Và đặc biệt là hôm nay chúng tôi tổ chức cái tiệc tất niên này để chăm lo đời sống tinh thần, phục vụ cho anh em để giải trí cuối năm trong một năm làm việc vất vả. Tỷ lệ công nhân đang làm việc trên các nhà máy để tạo ra các dòng sản phẩm như bột mang thương hiệu hương xưa Miko đều là những người dân từ các địa phương. Hoạt động chăm lo này đã tạo sự gắn kết giúp công nhân yên tâm về đời sống, đảm bảo đầy đủ lực lượng lao động trên các dây chuyền sản xuất, nhất là thời điểm sau Tết.